Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình Thử thách bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Và thưa quý vị, cứ mỗi tuần trôi qua thì Tường Vi rất là nôn nao chờ đón những khách mời để xem hôm nay chương trình sẽ đem đến những thử thách bất ngờ nào cho người chơi của chúng ta. Họ vừa là đồng đội, vừa là đối thủ, phải vượt qua hết tất cả những thử thách của chương trình, trả lời những câu hỏi để mang về tổng giá trị tiền thưởng lên đến 45 triệu đồng. Và những khách mời dễ thương đó là ai? Xin mời MC Lưu Hà Trinh. Xin chào quý vị khán giả thân yêu của chương trình Thử thách bất ngờ. Chào Tường Vi. Không biết là bây giờ tham gia chương trình này về văn chương rồi ngữ pháp chính tả, vậy Trinh có bị áp lực lắm không? Nghe vậy thì biết Tường Vi đã không đọc sách của Trinh rồi. Sao vậy? Trinh là người rất là thích làm việc với con chữ, thế nên Trinh tự tin là việc sai chính tả là Trinh nhiều lắm. Ủa là sao? Chính vì là Vi biết là Trinh rất là giỏi văn nè, rồi viết sách nè, rồi viết thơ, cho nên là Vi nghĩ là Trinh sẽ bị áp lực. Áp lực ở đây không phải là áp lực là sợ, nhưng mà kiểu mà giống như là trời, mình giỏi quá rồi, mình đã biết quá nhiều rồi, tự nhiên bây giờ đến đây thi đó. Đó là thành kiến đó. Thành kiến là mình tự tưởng tượng ra người nào làm việc với chữ nhiều thì người đó sẽ biết chính tả nhiều. Không dám đâu, đó là cái sự tự ảo của mình thôi. Chứ nhiều khi Trinh viết lên Facebook á nha, Trinh viết một đoạn xong nó phải nhờ fan của mình vô: chị ơi sai chính tả kìa, chị ơi sai chính tả kìa. Mình mới phát hiện, ủa chị thấy đâu có sai đâu ta. Thí dụ như cái chữ tôi chấp vấn Tường Vi đi, chị ghi đúng rồi mà, CH ở B rồi chữ vấn là đúng rồi mà. Không chị ơi, chữ chất vấn mới đúng. Cái mình, thế trước giờ mình cứ tưởng là chấp vấn không à, tại đọc sao nghĩ vậy thôi, đúng không? Rồi. Thôi bây giờ mình cùng gặp gỡ người chơi thứ hai nha. Okay. Và xin mời diễn viên Cao Nhân Trí. Ôi lạnh lùng quá vậy. Lời đầu tiên xin phép gửi đến tất cả quý vị cũng như là Tường Vi và Lưu Hà Trinh ở đây một lời chào trân trọng nhất, cũng như là một lời chúc sức khỏe. Và xin được tự giới thiệu, mình tên là Cao Nhân Trí. Công việc hiện tại của Trí đang làm đó chính là đang là một diễn viên, và Trí đang độc thân vui tính. À, có nghĩa là lên giới thiệu luôn đó. Tranh thủ luôn á hả? Tranh thủ là tìm bạn bốn phương tám hướng luôn. Ồ, ở đây có ghép đội không? Cho Trinh vô đội anh Trí đi. Tại vì đã Cao Nhân mà còn có Trí nữa là ăn rồi, ăn rồi. Ủa bây giờ mình chơi là vừa là đối thủ nhưng mà một lát ghép đội là một đội bốn người luôn. Vậy là Vi là đối thủ tụi Trinh đó hả? Không, tụi Vi biết đề. Không biết đề luôn. Nè, có cầm bộ đề ở đây đâu. Chưa biết gì hết. Nha, bây giờ mình cứ gặp người chơi tiếp theo đã nha. Nhưng mà khoan. À, Tường Vi ơi, hôm nay đến với chương trình của mình á, Trí có làm một cái bài thơ tứ tuyệt. Trời ơi Trinh ơi, bây giờ là phải đối thơ lại nha. Hít cái gì? Người ta làm thơ rồi kìa. Đó, là một bài thơ tứ tuyệt để gửi tặng cho chương trình luôn. Mời. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Nhân Trí làm thơ tứ tuyệt, cho nên nếu mà lỡ có gì thì quý vị thông cảm nhé. Vi cùng với Trinh cũng thông cảm vào qua ha. Rồi. Bây giờ Trí đọc thơ nhé. Xin mời. Thử đi chơi game về ngôn ngữ, thách ai trả lời đúng các câu. Bất thành vì không có một ai, ngờ đâu khó quá về cắm câu. Ủa hết. Thất ngôn tứ tuyệt là bốn câu nghe xong tuyệt vọng luôn á hả? Đó. Thì tuyệt. Tứ tuyệt là tứ. À hồi nãy cái chữ vọng là anh nói bị sót. Tứ tuyệt, tuyệt vọng. Những cái chữ đầu tiên của các câu á là khi ghép lại là thành cái tên chương trình mình đó. Thử đi chơi game về ngôn ngữ, thách ai trả lời đúng các câu. Bất thành vì không có một ai, ngờ đâu khó quá về cắm câu. Đó bất ngờ đó. Hay. Tại vì không để ý tới những cái câu mà ngay cái chữ đầu tiên, nhưng mà khi ghép lại thấy rất là bất ngờ. Mình có đối lại không? Thôi, ém lại. Và xin mời người chơi tiếp theo, một bạn sinh viên rất dễ thương tên là Hiền Diệu.
Dạ, em xin chào chương trình Thử Thách Bất Ngờ và chào chị Tường Vy xinh đẹp ạ. Hiền Diệu ơi, ôi hôm nay mặc đúng phong cách mà học sinh viên luôn, mà thậm chí là sinh viên mà cỡ trung học luôn đó nha. Dạ, tại em già rồi, em muốn trẻ trung một chút xíu thôi chị. Ủa, nhưng mà bây giờ mình đang còn là tuổi sinh viên nè, tuổi đi học thì chắc chắn là mình rất là tự tin về cái khả năng nói và khả năng viết của mình đúng không nè? Em làm bên mảng thiết kế nhiều hơn á, nên là em thì tập trung vào máy nhiều hơn thôi, nên là em cũng ít nói lắm chị. Ít nói? Dạ, đúng rồi. Mảng thiết kế là hay tập trung từng cái chữ, từng cái dấu một. Thiết kế là thiết kế đồ họa hả em? Dạ đúng rồi, thiết kế đồ họa. Vậy cũng không có liên quan gì về ngôn ngữ lắm. Có, thí dụ in một cái graphic là cô ba Sài Gòn đi, lỡ mà cô ba Sài Gòn đâu có được, là cổ phải ngồi cổ dạ, coi trước rồi cổ chỉnh cái dấu cho nó đúng. Thôi bây giờ mình gặp gỡ một người mà Vi tin chắc rằng anh ấy rất là giỏi về ngữ pháp tiếng Việt. Xin mời ca sĩ Dương Ngọc Thái. Hello anh. Hello em. Yeah. Chào Tường Vy, chào mọi người. Dạ. Dương Ngọc Thái trân trọng kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Anh ơi, hồi nãy á, em giới thiệu anh á, là một người em tin chắc rằng anh rất giỏi về ngữ pháp tiếng Trời Việt. Ơi. Em đồng ý nha, thí dụ mình hát là ôi cuộc sống tuyệt vời, hát là cuộc chứ đâu hát là ôi cuộc sống tuyệt vời đâu. Anh hát thì mình hát theo đúng chính tả thôi, chứ còn nếu mà nói giỏi về chính tả thì anh không dám nhận đâu. Nhưng mà chắc chắn em nghĩ là khi mà hát á, đôi khi là anh sẽ đi hát ở nhiều vùng miền hơn và gặp gỡ nhiều người hơn, và anh sẽ có đa dạng về mặt từ vựng của mình đúng không anh? Biết nhiều nhưng mà chưa chắc không có gì nói trước được. Thấy bây giờ anh Thái đang kiểu e dè lắm. Nhưng mà nghe nói chương trình ra khó lắm, bởi vì anh cũng đang hồi hộp. Trời ơi, tức ghê á. Em nhớ lần trước em coi chương trình hả, có cô giáo dạy ngữ văn lên còn không trả lời được thì mình thua rồi anh ơi. Không, nhưng mà vậy nè, nói cho mọi người nghe, có những cái từ mình nhìn á thì mình thấy là quen, nhưng mà khi viết ra thì mình lại thấy là lạ, và lạ thì lại nghĩ là quen, mà quen thì lại nghĩ là lạ. Thì nói chung là thôi lắc chơi đi, chơi để coi cái từ nào lạ và từ nào mà quen nha. Okay. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thi đầu tiên được mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Chào mừng các bạn đang đến với vòng thi Biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên Biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Đây, mọi người có thấy là xung quanh là có một cái bảng. Tất nhiên là không dùng để vẽ tranh rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta, đây, mỗi người sẽ đứng ở một cái bảng như thế này. Ha, khi mà bắt đầu cái là mọi người phải... Mọi người biết múa ba lê không? Đó, nhón chân như thế này ha. Di chuyển qua đây, qua vị trí đối diện của mình. Và trong vòng 1 phút, mọi người sẽ làm theo yêu cầu mà Vi đưa ra. Rồi bây giờ mọi người có thể lựa chỗ đi nè. Dưới bên đây, chỗ nào mà gần thì mình cứ đứng thôi. Anh em mình qua đây. Dạ. Và sau hiệu lệnh của Vi thì hai người đứng ở vị trí đối diện phải đổi vị trí cho nhau. Nhưng mà tất nhiên là phải ba lê đi ngang nhau, cũng giao lưu nhẹ một cái nha mọi người. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Và bây giờ trong vòng 1 phút, các bạn hãy liệt kê những câu thành ngữ, tục ngữ mà các bạn nhớ. Xin mời, 1 phút bắt đầu. Giờ xin mời dừng bút. Xin mời Hiền Diệu, bạn đọc lên kết quả của mình nào.
Dạ, của em là mèo già hóa cáo. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Xin mời Lưu Hà Trinh. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Xin mời anh Dương Ngọc Thái. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Và xin mời Trí. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Câu thứ hai, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Thật ra thì hôm nay Vi muốn phá lệ một chút xíu. Hôm nay không có thi thố gì hết, mà cho mọi người ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ quen thuộc. Một lát nữa vòng 2, vòng 3 thi, mọi người sẽ có thêm nhiều dữ liệu hơn. Cho nên phần này Vi sẽ không tính điểm, ngược lại và tặng cho mỗi người 10 điểm ngôn ngữ. Bây giờ các bạn ơi, đã có 10 điểm ngôn ngữ rồi. Hãy sẵn sàng để bước vào vòng 2 được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Đến với phần thi câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau: điền vào chỗ trống trong câu thành ngữ sau. Mèo già chấm chấm chấm. A. Hóa cáo. B. Gian xảo. C. Tự cao. D. Sợ chuột. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Đáp án của anh Dương Ngọc Thái là A. Hóa cáo. Lưu Hà Trinh, hóa cáo ạ. Trí và Diệu cũng đều chọn là đáp án A. Và đáp án của chúng ta chính là mèo già hóa cáo. Xin chúc mừng cả bốn bạn. Và câu mèo già hóa cáo là câu thành ngữ nói đến kẻ tinh ranh càng lâu ngày càng thêm tinh khôn ranh mảnh. Và câu hỏi số 2 của chúng ta sẽ là một câu hỏi liên quan đến một đoạn video ca nhạc. Xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình. Tuổi trẻ từng háo thắng vẫn giữ mà áo trắng, đôi khi tập bí lối cùng đường vẫn có homie luôn cùng đường. Đi qua ngày mưa ngày nắng, ăn chung vị cay vị đắng, từ mặt trời chuyển thành mặt trăng, tấm lòng vẫn luôn ngay ngắn. Bụi phấn cùng với quả trò bay, tan trường cùng những quyển chuyện hay. Quấy phá giáo viên bắt đứng phạt, nhưng bạn bè thì không bỏ một ai. Câu hỏi của chúng ta: qua đoạn nhạc Tình Bạn Diệu Kỳ của Amy, Ricky Star, Lăng LD vừa nghe, hãy cho biết từ nào diễn tả tính cách của những bạn trẻ nóng lòng muốn ở cửa trên, muốn hơn ngay. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Một lần nữa, cả bốn bạn đều chọn đáp án là háo thắng. Trí, tại vì sao ạ? Tại vì mặc dù là nghe cái điệu nhạc của bài này rất là sung, mình nhảy theo rất là nhiều, nhưng mà ngay những cái câu đầu tiên á, là mình đã nghe được cái từ háo thắng này rồi. Và khi mà đọc cái câu hỏi của chương trình nữa thì thôi, đúng là đáp án này rồi, không còn đáp án nào khác hết á, chắc 100% luôn. Tại vì vừa mới bắt đầu vào đoạn nhạc là đã nghe cái từ đó rồi, đúng không nào? Và đáp án của chúng ta chính là háo thắng. Chúc mừng. Và bây giờ hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi diễn tả nét viết hoặc vẽ xiên xẹo, méo mó do chưa thạo hoặc do vội vàng cẩu thả? A. Nguệch ngoạc. B. Quệt quạc. C. Quết quát. D. Cả A và B. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án.
lần này thì có sự khác nhau rồi đây, 50-50. Anh Dương Ngọc Thái, tại sao anh chọn là đáp án D ạ? Anh thấy là nguệt ngoạc với quệt hoạt là anh nghĩ là hai cái đáp án này A, B đúng không? Thường mà người ta có cái câu mà cả A và B là hay chọn vô đó lắm đúng không? Lưu Hà Trinh, Trinh không chắc về đáp án của mình lắm. Tại vì á, theo cái sự sai chính tả thường xuyên của Trinh á, thì Trinh hay ghi chữ H vô chữ nguệt ngoạc lắm. Nhưng mà chưa Trinh bao giờ nghe chữ quệt hoạt hết nên Trinh... Quệt hoạt. Trinh sẽ chọn A. Huyền Diệu. Dạ, em thì chính tả em chuẩn nên là em chọn A. Chuẩn. Dạ. Khẳng định luôn. Dạ đúng. Chính tả rất chuẩn. Với câu 3 này, lần này thì chính tả chuẩn của mình phải chỉnh một chút Diệu nha. Và đáp án chính là cả A và B đều yes. đúng. Yeah. Anh Thái, hai anh em mình. Yeah. Nguệt ngoạc cũng giống với quệt quạc là dùng để diễn tả nét viết hoặc vẽ xiên xẹo méo mó do chưa thạo hoặc do vội vàng cẩu thả. Và bây giờ hãy cùng đến với hình ảnh của câu hỏi số 4. Xin mời. Tối qua trên đường đi về Sương thấy gì không? Tôi đâu thấy gì đâu. Tôi nhìn thấy một sự việc trấn động. Tôi rùng mình hãi hùng luôn á. Xíu và lớp kể tôi nghe nha. Chỉ ra 3 lỗi sai chính tả trong đoạn hội thoại trên và sửa lại cho đúng. 20 giây bắt đầu. Chúng ta sẽ có 3 lỗi sai chính tả các bạn nhé. Lưu ý là chúng ta có 2 vế là chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng. Và xin mời đáp án ạ. Anh Dương Ngọc Thái, ở đây mình có tới là 3 lỗi chính tả. Nhưng mà em thấy trên bảng chỉ mới có 2 thôi. Anh thấy có 2 hả? Chưa thấy cái thứ 3. Chưa thấy cái thứ 3. Nên anh bị trừ 1 điểm. Xin mời Lưu Hà Trinh. Dạ, chấn động phải dịch là chấn động. Run mình thì phải là rùng mình. Hãi hùng là hãi hùng. Hãi hùng. Hãi. Kinh hãi, sợ hãi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhân trí. Mình... công nhận với đáp án của là Hà Trinh. Thứ nhất á là chấn động là không phải rồi, nó phải là chấn động. Cái thứ hai nữa là chữ rùng á là phải có chữ G chứ không phải là rùn mà là rùng, rùng mình. Và cái chữ hải hùng á đúng là chữ hải là dấu ngã chứ không phải là dấu hỏi. Còn mình chưa thấy được cái chữ hải đó mà mình lại thấy cái từ xíu, mà mình biết chắc là cái từ xíu đó là đúng chính tả rồi. Nhưng mà tại giờ hết giờ rồi mà ban tổ chức nói là có 3 lỗi sai lận cho nên mình mới ghi đại thôi. Chứ mà đúng là cái từ hải giống như là Trinh nói. Hiền Diệu. Em cũng giống anh. Sai chính tả chung. Này là copy bài chắc chắn luôn. Dạ không, sai chính tả chung thôi chứ em không có copy bài. Với lần này trừ 1 điểm của bạn Cao Nhân Trí và Hiền Diệu. Và xin chúc mừng Hà Trinh, bạn được bảo toàn số điểm. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong lượt thi này. Tìm một từ trái nghĩa với từ đam mê. 20 giây bắt đầu. Hết giờ, xin mời đáp án. Xin mời anh Dương Ngọc Thái đọc đáp án của mình. Thờ ơ. Thờ ơ. Lưu Hà Trinh. Hững hờ. Hững hờ. Trí. Ngó lơ. Ngó lơ. Em là lơ là. Lơ là. Và với kết quả mà ban cố vấn đưa ra thì tất cả đáp án của các bạn đều được chấp nhận. Xin chúc mừng. Và kết thúc vòng thi đầu tiên, số điểm còn lại của các bạn như sau. Anh Dương Ngọc Thái, số điểm còn lại là 9 điểm. Lưu Hà Trinh, bạn còn lại số điểm là 9 điểm. Số điểm còn lại của Nhân Trí là 9 điểm. Số điểm còn lại của Hiền Diệu là 8 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng tiếp theo của chương trình được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ.
đang đến với phòng thi Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Và với vòng thi này thì chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Và hồi nãy hình như Vi nhớ là điểm số bằng nhau rất là cao, 9 điểm luôn đúng không nè. Nhưng mà bây giờ quyền ưu tiên thì chỉ có 1 thôi. Không biết là... Thưa cô, con muốn đề cử bạn Minh Trí làm lớp trưởng. Rồi, vậy Trí được quyền ưu tiên, Trí được quyền quyết định thứ tự thi. Trí sẽ là người đầu tiên. Rồi, Trí là người đầu tiên. Vị trí tiếp theo? Đó chính là Mấy Diệu. Vị trí thứ 3? Anh. Xen kẻ nam nữ. Anh Thái. Vậy em hút cuốn chó. Rồi, xin mời các bạn bốc thăm. Và với lượt đầu tiên, xin mời Nhân Trí mở phong bì. Thanh 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 thanh. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Khao khát. Khao khát. Và câu mở đầu mà chương trình đưa ra như sau. Sau nhiều năm lưu lạc, Toàn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mẹ ruột của mình. Toàn khao khát được mẹ ôm một cái. Rồi, xin mời Hiền Diệu. 20 giây bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Của em là hội ngộ. Hội ngộ. Và nối tiếp câu chuyện mà Nhân Trí đưa ra. Sau đó Toàn và mẹ đã được hội ngộ với nhau. Và xin mời anh Dương Ngọc Thái. 20 giây bắt đầu. Xin mời anh đọc đáp án. Muộn màng. Muộn màng. Nối tiếp câu chuyện ạ. Toàn quá muộn màng để nói lời xin lỗi mẹ. Xin mời Lưu Hà Trinh. Dạ. Từ của mình là thư tin. 20 giây bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Thức tỉnh ạ. Và nối tiếp lời xin lỗi muộn màng để là gì ạ? Một tiếng sấm vang lên, Toàn bỗng thức tỉnh khỏi giấc mơ. Với lượt đầu tiên của bạn Nhân Trí từ khao khát, từ này được chấp nhận, bạn được bảo toàn số điểm. Từ thứ hai của Hiền Diệu từ hội ngộ, từ này bạn dùng sai ngữ cảnh, không được chấp nhận. Lượt thứ ba của anh Dương Ngọc Thái với từ muộn màng được chấp nhận, xin chúc mừng. Từ cuối cùng thức tỉnh của Hà Trinh không được chấp nhận, bạn bị trừ 1 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Câu 2 ta không chấp nhận. Ta xem cái câu 2 thế này. Sau đó Toàn và mẹ đã được hội ngộ với nhau. Thì cái câu này nó lặp lại cái ý của cái đề đưa ra. Như vậy nó bị trùng cái ý như diễn đạt lại, nó không có phù hợp. Cái câu thứ tư thì chúng ta không chấp nhận được cái trường hợp này. Bởi vì thức tỉnh á, nó mang cái nghĩa là bừng tỉnh và nhận thức ra được cái lẽ phải. Hoặc là nó giúp cho chúng ta thoát khỏi một cái sự mê muội, một cái sự sai lầm nào đó, được không ạ? Hoặc là thức tỉnh nó mang một cái nghĩa khác là nó làm bật lên, nó làm trỗi dậy mạnh mẽ hơn những cái điều gì đó đang tiềm tàng trong mỗi con người chúng ta. Như vậy thì cái từ thức tỉnh khỏi giấc mơ nó không có hợp lý. Như vậy thì chúng ta không chấp nhận được câu 2 và câu 4. Và xin cảm ơn ban cố vấn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai. Không biết với lượt này thì Nhân Trí có muốn hoán đổi vị trí không nào? Hà Trinh sẽ là người khởi đầu trong vòng 2 này. Rồi, Trinh. Tiếp theo sẽ là anh Thái. Và thứ ba sẽ là bé Hiền Diệu. Và Diệu. Chốt đơn là Trí. Rồi, xin mời các bạn. Và với lượt thi đầu tiên, xin mời Hà Trinh. Lo co. 20 giây bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Dạ, mình nghĩ là từ lò cò. Lò cò. Và câu mở đầu như sau. Trên đường đi học về, Ngân phát hiện có một người đàn ông theo dõi mình. Cô liền tham gia chơi lò cò với đám trẻ để ẩn mình. Rồi, xin mời tiếp theo. Mời anh Dương Ngọc Thái ạ. 20 giây bắt đầu.
Và xin mời anh đọc đáp án. Trả treo. Trả treo. Đó, bây giờ đang ẩn mình rồi nè. Giờ sao đây ta? Sau đó có một đứa bé trả treo vì có sự xuất hiện của chị. Và xin mời Hiền Diệu. Hai mươi giây bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Nhọn hoắt. Nhọn hoắt. Rồi bây giờ nối tiếp cái sự trả treo của một đứa trẻ. Trong lúc trả treo với đứa bé đó, người đàn ông đã cầm một cái vật nhọn hoắt đằng sau lưng cô. Và xin mời Nhân Trí. Đây. 20 giây bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án của mình. Ngã lưng. Ngã lưng. Và nối tiếp câu chuyện của Hiền Diệu. Ngân né vật nhọn cho nên té ngã lưng ra phía sau. Và với lượt thứ hai, lò cò của Hà Trinh được chấp nhận. Xin chúc mừng. Trả treo của anh Dương Ngọc Thái không được chấp nhận, bị trừ một điểm. Từ nhọn hoắt của Hiền Diệu được chấp nhận, xin chúc mừng. Từ ngã lưng của Nhân Trí sai chính tả, đó phải là ngã lưng dấu hỏi thì mới đúng, nên không được chấp nhận. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét của ban cố vấn ngôn ngữ. Khi mà nói là sau đó có một đứa bé nó trả treo về sự xuất hiện của chị, thì ta hiểu cái từ trả treo này á, đó là một cái sự đôi co với người trên của một cái đối tượng nào đó. Nhưng mà thường cái sự đôi co này xuất hiện trong cái tình huống là bị phê phán, bị phê bình này kia. Như vậy thì ở đây nó không có hợp với cái ngữ cảnh và nội dung câu chuyện đang tiến hành. Cái từ ngã lưng trong cái câu thứ tư thì nó lại bị sai chính tả. Do đó chúng ta không chấp nhận được câu 2 và câu 4 trong cái lượt 2 này. Xin cảm ơn ạ. Và chúng ta sẽ đến với lượt cuối cùng, lượt 3. Vị trí có thay đổi không ạ? Anh Thái trước. Khoan khoan chưa anh Thái. Anh trước rồi còn 2, 3, 4 nữa. Vị trí thứ 2 ai muốn xung phong? Diệu đi. Diệu okay, nha. Ok, vậy thứ em hai. Được. Em là thứ 3 cho. Thứ 3 mình chốt nữa hả? Dạ. Rồi. Quyết định vậy đi. Lên cả nhà. Và với lượt đầu tiên xin mời anh Dương Ngọc Thái. 20 giây bắt đầu. Xin mời anh đọc đáp án. Cần xé. Rồi, bây giờ sẽ là câu mở đầu của chương trình. Thím hai đang hái xoài thì đột nhiên nghe tiếng nổ rất lớn phát ra sau căn nhà. Thím hai muốn bỏ xoài vào cần xé. Rồi, xin mời Huy Diệu. Của em là phê phan. 20 giây bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Của em là phê phán. Phê phán. Và nối tiếp câu chuyện là thím hai muốn bỏ xoài vào cần xé. Thím hai đã phê phán tiếng nổ đằng sau căn nhà do nó quá ồn. Tiếp theo xin mời Hà Trinh. Dạ, từ của mình là chui lui. 20 giây bắt đầu. Và từ của mình là trụi lũi. Trụi lũi hỏi hay ngã vậy ạ? Ngã. Ngã. Phải là trụi lũi. Dạ, mình không chắc lắm. Và xin mời bạn. Không những ồn mà nó còn làm cho trái bếp sau nhà trụi lũi. Rồi, xin mời Nhân Trí. Sau đây sẽ là từ khóa cuối cùng của câu chuyện này, đó chính là lo nghi. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Đáp án của mình là lo nghĩ. Xin mời câu chuyện của bạn. Thím hai lo nghĩ tiếng nổ lớn đó có ảnh hưởng tới cây xoài của mình hay không. Và lượt cuối cùng với từ đầu tiên là cần xé của anh Dương Ngọc Thái được chấp nhận. Từ phê phán của Hiền Diệu không được chấp nhận, bạn bị trừ một điểm. Từ thứ ba, từ trụi lũi của Liêu Hà Trinh, bạn sai chính tả. Dấu hỏi đúng không? Dấu hỏi thì mới đúng, cho nên là bạn bị trừ một điểm.
Và cuối cùng với từ lo nghĩ của Nhân Trí cũng không được chấp nhận, bạn bị trừ 1 điểm. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến cũng như là kết quả đến từ ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Câu thứ 2, câu thứ 3 và câu thứ 4 là những cái câu chúng ta không có chấp nhận được. Thứ nhất là câu thứ 2. Ta thấy là cái từ phê phán nó mang cái nghĩa là chúng ta căn cứ vào một cái quan điểm nào đó, ta căn cứ một cái quy chiếu nào đó để chúng ta phân tích một cái hành vi, một cách cư xử hoặc là một cái con người nào đó có một cái điểm hay và điểm dở, chủ yếu là cái điểm dở, đúng không ạ? Thế thì ở đây mà phê phán tiếng ồn thì nó hoàn toàn nó không hợp lý rồi. Câu thứ 3 là chính tả bị sai cho nên chúng ta cũng không chấp nhận. Và câu thứ 4, lo nghĩ tiếng nổ đó có ảnh hưởng đến cây xoài của mình hay không, thì thực chất á, là chúng ta phải xem xét lại cái câu 4 này ở một cái yếu tố là hiện nay thì theo như mình biết được là người ta có nghiên cứu về tác động của âm nhạc đối với cây cối thì có, nhưng mà chưa có một cái xác nhận nào của khoa học về tác động của tiếng nổ, tiếng ồn đối với cây cối cả. Như vậy chúng ta cần xem lại cái câu số 4 này. Do vậy với cái lượt 3 này thì chúng ta chỉ chấp nhận được cái câu đầu tiên thôi. Và xin cảm ơn ban cố vấn rất nhiều. Sau 3 lượt thì số điểm còn lại của các bạn như sau. Anh Dương Ngọc Thái, số điểm còn lại của anh là 8 điểm. Số điểm còn lại của bạn Lưu Hà Trinh là 7 điểm. Số điểm còn lại của Nhân Trí là 7 điểm. Số điểm còn lại của Hiền Diệu là 6 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thi cuối cùng được mang tên Thử thách bất ngờ. Các bạn đang quay lại với vòng cuối cùng của chương trình được mang tên Thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên Thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Bây giờ cái vị trí nó rất là quan trọng. Mình phải truyền đạt cho nhau có thể hiểu được và người cuối cùng có thể ghi đúng từ khóa lên bảng. Bây giờ thì mình phân chia vị trí như thế nào ạ? Anh ghi chưa? Trí sẽ là người số 3 đi để gợi ý lại cho anh ghi. Đàn ông thì hai chị em mình số 1, 2 đi. Đúng okay. Rồi. Xin mời các bạn. Rồi, xin mời. Và xin mời anh Dương Ngọc Thái đeo tai nghe vào ạ. Cố lên anh ơi. Với lượt đầu tiên, hai bạn sẽ có 20 giây. 20 giây bắt đầu. Đây là một tính từ có hai chữ và mời Diệu. Trái nghĩ lề mề đó, tác phong đầu tiên ấn tượng đối với mọi người là mình phải. Xin mời Trinh. Ví dụ như đặt câu là trong mình thật là chấm chấm khi mà lên truyền hình. Lộn thùm là từ trải nghiệm của nó, đồng nghĩa với nó là một cái từ sạch sẽ. Đồng nghĩa của nó là ngăn nắp, sạch sẽ. Đúng rồi. Hết giờ. Xin mời phòng máy cắt nhạc ạ. Hết nhạc là đến lượt mình thi rồi. Có quay lại không em? Dạ có. Và bây giờ thì Nhân Trí sẽ có 20 giây để truyền đạt và anh sẽ có riêng 20 giây để ghi lên bảng. Cho nên bây giờ mình chỉ cần tập trung lắng nghe thôi anh nha. Và cũng không được hỏi lại. 20 giây bắt đầu. Ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp. Trái nghĩa lộn thộm, đồng nghĩa ngăn nắp, lịch sự đàng hoàng. Trái nghĩa với từ trái nghĩa lộn thộm. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. 20 giây dành cho anh Dương Ngọc Thái bắt đầu.
giờ. Nhưng Trí, bạn diễn tả là từ gì? Là từ chỉnh chu. Chỉnh chu. Wow. Chỉnh chu có h không? Có h. Không, chỉnh chu. Thường người ta hay kêu là chỉnh chu, à, đúng không nè? Nam đọc là chỉnh chu nhưng mà bắt người là chỉnh chu. Em thì là em là có h đó, em là chỉnh chu đó. Đáp án của chương trình chính là chỉnh chu. Yes. Chỉnh chu. Và với lượt thứ hai, các bạn có muốn giữ vị trí này không ạ? À? Lượt hai thì nghĩ là chắc Trinh về vị trí này đi. Dạ. Vị trí này nó khó nè. Anh ghi nữa chưa? Anh không, phải đổi. Anh Thái về vị trí số 1. Một dạ. Hả? Dạ, em về cái bảng đó đi. Anh Thái có vẻ không cam lòng. Không, anh Thái mình phải trải nghiệm những cái mới anh. Ok, rồi, okay. Xin mời Nhân Trí. Dạ. Và với lượt tiếp theo, xin mời Nhân Trí. Bạn đeo tai nghe vào ạ. Và 20 giây dành cho các bạn, bắt đầu. Ăn nhanh nè, ăn rất nhanh, đồng nghĩa với từ hấp tấp. Ăn cẩu thả, ăn không kỹ thuật, ăn không kỷ luật. Xin mời. Ăn nhanh. Diệu. Từ này có hai từ đều bắt đầu bằng chữ N. Xin mời anh Thái. Ăn nhanh. Kiểu gì? Có nhiều kiểu. Diệu. Nó nghe rất là thô bạo mà kiểu rùng rợn á chị. Hết giờ. Không biết là bây giờ Trinh đã có đủ cơ sở chưa? Dạ, Trinh nghĩ là 20 giây ít từ thôi. Dạ. Dành cho Lưu Hà Trinh, bắt đầu. Đây là một tính từ, từ lấy. Đói quá, ăn gấp, hấp tấp. Trái nghĩa của nó là từ tốn. Đồng nghĩa là nhanh vội, ẩu tả. Ăn nhiều, ăn nhanh, đau bao tử. Trái nghĩa của nó là từ tốn, nhẹ nhàng, ăn ba, chậm. 2, mang thai. 1. Nói về ăn. Hết giờ. 20 giây dành cho Nhân Trí, bắt đầu. Hết giờ. Nghiến có G không Trinh ơi? Trinh đang thắc mắc cái chỗ đó luôn á. Tại Trinh dễ sai chính tả chỗ này lắm. Nhưng mà có giống như là cái từ mà Trinh nghĩ không? Cái từ này thì giống với từ của Trinh nghĩ. Nhưng Trinh đang băn khoăn không biết là chữ nghiến có cái chữ G không. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem. Từ đó là rồi, trúng được từ rồi. Nấu. Yeah. Bạn đã mang về thêm được 10 triệu đồng. Và với vị trí của lượt cuối cùng, các bạn muốn đổi không ạ? À? Để em lên đó nha. Lên đi Trinh, thử đi. Chị lên đi, chị lên đi, chị lên đi. Anh nhớ đặt câu thật nhiều nha, tại em sẽ liên tưởng dễ hơn những cái câu. Anh nhớ đặt câu thật nhiều nha. Anh số 1 là anh số này được rồi đó. Vậy đây là vị trí cuối cùng. Từ quyết định. 20 giây. Bắt đầu. Thường thường ăn xong rồi cái nằm, có gọi là nằm gì? Nằm... Xin mời Diệu. Cùng nghĩa với lại từ chà bá á chị. Phần nhau giống nhau, giống nhau. Mà nằm, tao gọi là nằm mà làm biến, mà nằm gì, kiểu gì á, mà nằm... Diệu. Hai từ. Ăn, kiểu ăn no xong là nằm ra cái người ta được gọi là cái gì á anh? Mà hai từ đằng sau có nguyên âm giống nhau. Hết giờ. Xin mời cắt nhạc. Hết nhạc rồi. Nhân Trí, bạn có 20 giây. 20 giây bắt đầu. Ăn no, nằm ngủ. Đồng nghĩa, thè lè, trạng thái, no quá, bụng trướng, ăn nữa, ngủ nữa, nằm nữa, đồng nghĩa, thè lè, hai từ, phía sau, giống nhau. Hết giờ, 20 giây dành cho Liêu Hà Trinh, bắt đầu. Hồi nãy Vi thấy hình như là định xóa cái gì đúng không? Không, tại vì thấy dính chữ quá, Trinh xóa cho đẹp lắm. Còn Trí, Trí diễn tả là từ Trí gì? Trí diễn tả ra thì Trí nghĩ là nó cũng có từ trình, nó cũng là trình hình hay là trướng bụng gì đó. Đại loại nó là như vậy. Nhưng mà hồi nãy nghe hai thành viên đầu tiên là nói là cái vần sau nó giống nhau. Đó, thì nghiêng về cái trình hình này hơn. Còn dạ. Trinh thì sao? Thật sự anh Trí diễn tả em không hiểu cái gì luôn á. Nhưng mà may mà anh nói là cái bụng. Đúng rồi, bụng no. Sau đó là bụng no, thè rất lè. Là no, là thè lè. Đó, em mới tự tưởng á. Và từ cuối cùng có mang về cho các bạn 20 triệu hay không? Từ đó chính là... Trình hình. Trình hình.
Trinh, có hai dấu huyền rồi đây. Có hai dấu huyền rồi. Em thấy có nhiều nét, có thể là có hắc. Đâu. Kết quả chỉ thấy có yes. Wow, rất ôi tắt đúng không nào. Các bạn đã mang về 40 triệu đồng. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần thi cuối cùng, cũng như là tìm được danh hiệu Ngươi hùng ngôn ngữ ngày hôm nay, đó chính là anh Dương Ngọc Thái. Xin chúc mừng. Phần quà dành cho anh là kỷ niệm chương 5 triệu đồng, cũng như là một chiếc vali rất xinh xắn đến từ nhà tài trợ vali, ba lô, túi sách cao cấp Sharkos. Và một cái điều ấn tượng hơn nữa, vì đây là một tập rất đặc biệt, và các bạn cũng đã được một cái giải thưởng rất đặc biệt, giải thưởng tuyệt đối của chương trình. Xin chúc mừng 40 triệu đồng. Lưu Hà Trinh ơi, đây là một tập có thể nói rất là đặc biệt, và mình đang là một trong những đội mà gọi là có số tiền mà cao nhất luôn. Không biết là cảm giác của Trinh như thế nào? Cảm giác của Trinh rất là vui, tại vì đến đây ngày hôm nay là không chỉ mình được làm quen với anh Dương Ngọc Thái nè, Trí nè, còn có Diệu nữa, mà Trinh lại cảm thấy rằng là mình có quá nhiều lỗ hổng ở trong tiếng Việt. Mình lại là một cái người hay viết nữa, và mình phát hiện là wow, cái kho tàng tiếng Việt, ca dao, tục ngữ có rất nhiều những cái điều mà chúng ta cần học hỏi, đặc biệt là mình phải làm rõ ra, mình phải chắc chắn từng chi tiết một, từ một cái dấu đến một cái phẩy, để mình có thể biết chắc là mình là người Việt thì phải giữ sự trong sáng của tiếng Việt và đảm bảo cái sự phong phú của ngữ nghĩa. Nên ngày hôm nay là mọi người đã giúp đỡ cho nhau hoàn thành những cái lỗ hổng, trụi lũi, không phải là trụi lũi, ngã lưng không phải là ngã lưng. Chúc chương trình thành công hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, có thể nói là đây là tập cuối cùng của mùa đầu tiên, và Vi hy vọng rằng với những mùa sau vẫn đón nhận được những sự ủng hộ của quý vị. Và đôi khi chúng ta có những cái từ là mình gặp gỡ hàng ngày, mình viết hàng ngày, nhưng mà khi mà đưa ra bắt đầu mình có một cái sự so sánh, và mình cũng không biết chắc chắn là đáp án nào là đáp án đúng. Và đó cũng chính là những bất ngờ mà chương trình mang đến cho quý vị. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong mùa sau với nhiều điều bất ngờ hơn. Xin chào. Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ.